X88 Nhà đất Hải Phòng kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà đường tiền phong kiến trúc hiện đại, được giao bán với giá 1 tỷ 980 triệu. Diện tích căn nhà 48m², hướng nam với 3,5 tầng công năng bao gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng thờ, sân phơi. Tiện ích xung quanh trường học mầm non đến cấp 1, 2, 3. Chợ Lũng Hoa phường đầu ngõ quận đầu đường các siêu thị lớn nhất Hải Phòng, chỉ 5 phút xe máy cách đường Lê Hồng Phong 1 km. Tầng 1 được chia ra sử dụng làm phòng khách, phòng bếp với nền gạch bóng vân hoa kết hợp cùng hệ thống đèn trần tạo cho tầng 1. Ngoài ra còn có quạt trần giúp cho không gian tầng 1 thông thoáng hơn. Hệ thống tủ kệ gắn tường khiến cho không gian của phòng bếp rộng rãi ngăn nắp. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Tầng 2 chia ra thành 2 phòng ngủ với nền gạch đá nâu cùng tông màu sơn sáng. Hệ thống cửa sổ lớn giúp căn phòng hứng chọn được gió trời và ánh sáng tự nhiên. Tầng 3 chia ra thành 1 phòng ngủ cùng vệ sinh khép kín, với đầy đủ nội thất đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của gia chủ. Tiếp theo là một không gian thờ hoàn toàn riêng tư đầy sự tôn kính với bề trên. Cuối cùng là không gian phơi đồ luôn được hưởng những nguồn năng lượng từ thiên nhiên. Với 1,98 tỷ là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 48m², hướng nam vô cùng tuyệt vời. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.